Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, bên cạnh việc nghiên cứu, sản xuất, cung ứng và hỗ trợ những giống thủy sản, đặc biệt là những giống cá mới có năng suất cao đã được chủ động thực hiện. Đồng thời, Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc tiếp tục được giao triển khai xây dựng mô hình nuôi thủy sản thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đây từng bước góp phần thay đổi tư duy và phương pháp tổ chức sản xuất của người nông dân và tạo bước đột phá về kinh tế nông nghiệp cho các địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản. Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thủy sản với tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt gần 7.000 ha. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã hình thành một số vùng sản xuất cá thương phẩm tập trung như xã Phú Đa, Cao Đại, Tuần Chính, huyện Vĩnh Tường. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, sản xuất thủy sản còn một số tồn tại hạn chế. Diện tích nuôi thủy sản thâm canh còn chưa cao, năng suất còn thấp, sản phẩm sản xuất ra cung ứng tới người tiêu dùng qua nhiều khâu trung gian. Do vậy, hiệu quả chăn nuôi không cao. Để khắc phục các khó khăn trên, từ năm 2021, Trung tâm Giống nông nghiệp được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ thực hiện triển khai xây dựng các mô hình nuôi cá thâm canh cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình, năm 2023, Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức xây dựng 3 mô hình nuôi thủy sản thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình được chọn để xây dựng là tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Các mô hình có diện tích ao nuôi là 2 ha với số lượng cá nuôi trong ao là 60.000 con, gồm 2 giống cá chấm cỏ, chẹp lai. Các mô hình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua giống, thức ăn và một số vật tư thiết yếu. Trong quá trình thực hiện mô hình, cán bộ trung tâm phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện hướng dẫn cán bộ nông nghiệp xã tư vấn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng đàn cá, quản lý ao nuôi, hỗ trợ tìm kiếm các doanh nghiệp trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, tổ chức cho các hộ chăn nuôi thủy sản tại địa phương đến mô hình tham quan học tập kinh nghiệm. Để thực hiện tốt và hiệu quả cái mô hình này thì ngay từ đầu năm thì trung tâm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện cũng như Ủy ban Nhân dân các xã tiến hành lựa chọn các hộ chăn nuôi có nhu cầu tham gia xây dựng mô hình và đủ điều kiện với cái quy mô diện tích là 2 ha và cái điều kiện về ao nuôi phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, về độ sâu, về điều kiện về nguồn nước đáp ứng các cái yêu cầu kỹ thuật để nuôi thâm canh đạt hiệu quả cao. Thì song song với nó nữa thì trong quá trình triển khai thì trung tâm đã thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật về phối hợp với cán bộ nông nghiệp xã hỗ trợ mô hình về công tác kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng đàn cá tại mô hình. Và đến nay thì đàn cá tại các mô hình cũng đã được các hộ chăn nuôi phối hợp với trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và sinh trưởng phát triển rất là tốt. Gia đình ông Lê Công Trúc, thôn Thượng, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường là hộ nuôi cá với kinh nghiệm gần 20 năm. Trải qua quá trình từ nuôi cá truyền thống trong ao nuôi nhỏ lẻ đến đầu tư phát triển nuôi cá thương phẩm với quy mô lớn, gắn bó với nghề nuôi cá từ rất lâu, song với cách chăm nuôi truyền thống không được tập huấn hướng dẫn những kiến thức về nuôi cá, đã nhiều lần gia đình ông thất bại. Không từ bỏ nghề, ông Trúc đã chủ động đi tham quan các mô hình nuôi cá trong ngoài tỉnh và tham gia các lớp tập huấn về nuôi trồng thủy sản được tổ chức tại địa phương. Nhận thấy với cách nuôi cá truyền thống sẽ không phát triển kinh tế và làm giàu lên được. Khi nhận được hỗ trợ của nhà nước, gia đình ông Trúc quyết tâm chuyển sang phương thức nuôi cá thâm canh. Đây là hình thức nuôi trồng thủy sản đảm bảo được năng suất và chất lượng nên mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng lại đòi hỏi các yếu tố về thức ăn, kỹ thuật nuôi và vệ sinh môi trường cao hơn với nuôi cá theo phương thức truyền thống. Chương trình nuôi cá cũng lâu rồi và thời gian vừa qua là nuôi cũng không đạt hiệu quả, và trong khi đó là trung tâm giống cho tôi được hỗ trợ tôi được về chăn nuôi cá rồi mà được khoảng trước là khoảng 1 ha được 7 tấn 8 tấn, nhưng bây giờ trung tâm giống rồi là hỗ trợ và để cho chúng tôi nuôi là được khoảng độ 10, tôi dự định là khoảng độ 17 18 tấn trên 1 ha. Tôi tham gia mô hình này được liên kết
tiêu thụ sản phẩm do tôi gia đình tôi rất yên tâm. Cũng là một trong 3 hộ được nhận hỗ trợ từ mô hình nuôi cá thâm canh cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trong năm 2013. Bà Phạm Thị Hảo, tổ dân phố Trại Mới, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc không giấu được niềm vui khi chia sẻ về hiệu quả mà mô hình đem lại. Trên diện tích 2 hectare nuôi theo hình thức quảng canh truyền thống, hàng năm chỉ cho thu hoạch từ 4 đến 5 tấn một hectare. Cá được tiêu thụ thông qua môi giới và người bán lẻ tại địa phương, sản phẩm khó tiêu thụ, giá thành thấp, hiệu quả không cao. Khi tham gia thực hiện mô hình nuôi cá thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Giống Nông nghiệp triển khai, tuy vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng năng suất cá thu được gấp từ 3 đến 4 lần so với chăn nuôi truyền thống trước kia. Gia đình đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với công ty với giá bán cao hơn tại địa phương 5%. Do vậy, yên tâm đầu tư sản xuất. Sau khi thu hoạch, trừ chi phí cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng một hecta. Năm nay được Trung tâm Giống Nông nghiệp đầu tư cho con giống và cám, được kỹ thuật viên về hướng dẫn cách chăn nuôi thì tôi thấy là rất là có hiệu quả. Tới đây tôi được liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mọi năm thì chỉ 7 đến 8 tấn trên 1 hecta, nhưng năm nay năng suất dự kiến là phải tầm 15 đến 17 tấn trên 1 hecta. Như vậy đến nay, qua 3 năm triển khai mô hình nuôi thâm canh thủy sản gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thấy các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, được người nuôi trồng thủy sản hưởng ứng tham gia. Các hộ sau khi tham gia mô hình tiếp tục thực hiện nuôi thâm canh ở các năm tiếp theo. Trong quá trình nuôi, các hộ chăn nuôi đã thực hiện tốt quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn cá, kiểm soát hiệu quả mật độ cá nuôi trong ao và lượng thức ăn hàng ngày. Cá giống đưa vào nuôi là các giống cá có hiệu quả kinh tế cao, chất lượng giống tốt. Do vậy cho năng suất cao hơn nhiều với hình thức nuôi cá quảng canh truyền thống. Thông qua triển khai thực hiện, các mô hình đã tạo được sự liên kết với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm, giảm bớt các khâu trung gian, nâng cao giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế cho hộ chăn nuôi. Các mô hình là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các hộ chăn nuôi cá tại địa phương để nhân rộng mô hình và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất. Qua đây, từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân và góp phần đưa ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh ngày một phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.